Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ sáu ngày 5 tháng 7 2024 trên kênh truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Chương trình hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Tô Lâm thăm lữ đoàn công binh 25 quân khu 9. Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh kiểm tra cơ sở chăn nuôi ở huyện Nhân Trạch. Nhiều phụ huynh xếp hàng đưa con đi làm căn cước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong chương trình công tác tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, sáng nay tại tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm và làm việc tại Lữ đoàn Công binh 25. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Võ Minh Lương, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm cùng lãnh đạo quân khu 9 Lữ đoàn Công binh 25. Lữ đoàn công binh 25 là đơn vị nòng cốt của lực lượng công binh quân khu 9 với 9 điểm đóng quân, làm nhiệm vụ trên địa bàn 4 tỉnh, thành phố là Vĩnh Long, Đồng Tháp, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ, trong đó có xã đảo Thổ Châu và xã đảo Tiên Hải của tỉnh Kiên Giang. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong những năm qua, lực lượng vũ trang quân khu 9 nói chung và các đơn vị của quân khu, trong đó có Lữ đoàn Công binh 25 nói riêng, đã quán triệt bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy cấp trên, của cấp ủy địa phương, triển khai thực hiện tốt các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất, đạt được kết quả quan trọng. Chủ tịch nước khẳng định, các cán bộ chiến sĩ lữ đoàn chính là những biểu hiện sinh động phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng, vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Chủ tịch nước yêu cầu đơn vị kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tại Đồng Nai, sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh, trưởng đoàn kiểm tra số 3, đã đi kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường tại một số cơ sở chăn nuôi trên địa bàn huyện Nhân Trạch. Qua khảo sát thực tế 5 hộ dân nuôi gia súc, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá các cơ sở chăn nuôi tại huyện Nhân Trạch đều chấp hành quy định về môi trường và phần lớn đồng thuận với chủ trương của tỉnh đã tự giảm đàn. Đây là cơ sở chăn nuôi heo của hộ ông Phạm Quang Dũng ở ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh. Trước dịch tả heo châu Phi, ông Dũng nuôi gần 400 con heo, nhưng hiện nay do dịch bệnh nên ông chỉ nuôi khoảng 50 con. Trại chăn nuôi heo của ông Dũng cũng nằm trong danh sách quyết định di rời các cơ sở chăn nuôi, phải di rời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi của tỉnh. Ông Dũng cũng cam kết sẽ giảm đàn dần và sẽ ngưng chăn nuôi theo đúng tiến độ đã phê duyệt. Cái lúc trước mà để cái nuôi nó không được hiểu biết nhiều á, thì để nó cũng môi trường nó có hơi bề hành, nhưng về sau khi mà tôi xây trang trại này thì cũng có chưa cho bioga, xong rồi nước trong để xử lý bằng nước trong, nó xuống hầm, khi nó thải ra là nước trong, lấy cái nước đó để bơm lên để tưới cây, trồng cây. Tương tự ở các hộ chăn nuôi khác cũng đều giảm đàn từ hàng trăm con heo bò xuống còn vài chục con. Hiện nay tổng số hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Nhân Trạch là 118 cơ sở, tổng số vật nuôi 1,8 nghìn con. Không kể các hộ nuôi dưới 10 con, đến nay huyện có 68 trên 95 hộ thực hiện di rời hoặc ngưng hoạt động, đạt tỷ lệ 72%. Theo văn bản hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân tỉnh về các chính sách hỗ trợ liên quan đến việc di rời chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi, thì người dân phải di rời cơ sở chăn nuôi về khu vực được phép chăn nuôi theo quy định mới được hỗ trợ kinh phí. Nhưng trên địa bàn huyện Nhân Trạch không có quy hoạch khu vực chăn nuôi tập trung. Mặt khác, người dân cũng gặp khó khăn trong chuyển đổi nghề. Có nguyện vọng là nhờ các nhà nước hỗ trợ cho chị để có chia ấy để thay đổi những cái ngành nào phù hợp để cho bà con thay đổi. Chứ còn bây giờ ở đây thì chưa thấy có cái gì để mà mình thay đổi được. Thay đổi thì đã thay đổi rồi, mà kinh tế thì không có, kinh phí thì không có. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng tỉnh không ngăn cản chăn nuôi nhưng phải đúng quy hoạch và tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường. Chăn nuôi không đúng quy hoạch sẽ gây ô nhiễm nguồn nước, không khí ở khu đông dân cư. Đối với huyện Nhân Trạch được quy hoạch trở thành thành phố, lại gần thành phố Hồ Chí Minh, sân bay Long Thành, nên phải ưu tiên phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Trong lúc mà chưa có triển khai những quy hoạch cụ thể về đô thị, về công nghiệp, về dịch vụ, thì mình vẫn có thể mình làm gì đó trong cái thời gian chờ triển khai dự án. Chứ đâu có nói cái đùng làm được liền. Thì mình làm trong cái khoảng thời gian ngắn đó, tạo ra của cải gì cho xã hội, cho gia đình mình. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cũng đề nghị các cơ sở chăn nuôi trong thời gian chờ dự án theo quy hoạch triển khai, có thể duy trì chăn nuôi nhưng phải đảm bảo môi trường.
Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị lần thứ 13 khóa 9 nhiệm kỳ 2019-2024, sơ kết công tác Mặt trận Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Sơn Hùng. Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động của các Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tiếp tục đa dạng hóa các hình thức vận động tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Công tác an sinh xã hội và vận động quỹ vì người nghèo, 6 tháng đầu năm đã vận động trên 24 tỷ đồng, từ đó hỗ trợ xây dựng cầu giao thông nông thôn, nhà đại đoàn kết, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hội nghị đã đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm cho chương trình thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2024, trong đó tập trung vào công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029, thực hiện đề án đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc, chú trọng kiểm tra giám sát việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng quỹ vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tiếp tục tập trung phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường công tác phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội. Về công tác chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xem đại hội là ngày hội lớn, tập hợp các thành phần đại biểu, qua đó khẳng định được quyết tâm, sự đoàn kết nhất trí của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, sáng nay tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 3, đơn vị tỉnh Đồng Nai gồm các đại biểu Quản Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Công Long, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Đỗ Huy Khánh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Long Thành sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Sau khi nghe đại biểu Quốc hội thông báo một số kết quả của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, cử tri huyện Long Thành đã có những phản ánh kiến nghị với đại biểu Quốc hội một số vấn đề còn tồn tại ở địa phương như việc áp giá đền bù, tái định cư, chính sách hỗ trợ người dân di dời, nhưng đất xây dựng dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa hợp lý, hiện thấp hơn nhiều so với một số địa phương lân cận. Quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn còn nhiều bất cập, chưa phù hợp thực tế. Tại buổi tiếp xúc, đại diện các cơ quan chức năng huyện Long Thành đã giải đáp, thông tin làm rõ thêm những ý kiến cử tri quan tâm. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Minh Cường thay mặt tổ đại biểu số 3 cảm ơn những ý kiến của cử tri, đồng thời ghi nhận tất cả ý kiến đề xuất, kiến nghị của cử tri và sẽ kiến nghị đến cấp có thẩm quyền giải quyết. Với những ý kiến mang tính cá nhân liên quan đến đất đai, đề nghị các ngành chức năng xem xét và tiếp tục xử lý. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Minh Cường cũng hy vọng bà con cử tri phát huy quyền làm chủ của mình, tham gia đóng góp ý kiến đối với các lĩnh vực trọng điểm tại địa phương như lĩnh vực môi trường, nước sạch, phòng chống tội phạm ma túy. Cùng với đó, cấp ủy chính quyền huyện Long Thành chủ động phát hiện và tích cực làm việc với nhân dân, giải quyết đơn thư kiến nghị theo quy định, không để khiếu kiện kéo dài tại cơ sở, tạo lòng tin của nhân dân đối với chính quyền. Cũng trong sáng nay tại trường tiểu học Tam Hiệp A, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 1 tỉnh Đồng Nai gồm các đại biểu Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, Cục trưởng Cục An ninh Đối ngoại Bộ Công an, Trịnh Xuân An, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã có buổi tiếp xúc cử tri thành phố Biên Hòa. Buổi tiếp xúc cử tri có sự tham gia của đại diện cử tri ở 15 phường trên địa bàn thành phố Biên Hòa, gồm Tam Hiệp, An Bình, Bình Đa, Hố Nai, Long Bình Tân, Tam Hòa, Tân Biên, Tân Tiến, Tân Hiệp, Tân Hòa, Tân Mai, Tân Phong, Thống Nhất, Trảng Dài. Sau khi nghe đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Như Ý báo cáo tóm tắt kết quả của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các cử tri đã đề xuất nhiều ý kiến liên quan đến các quy định về chính sách an sinh xã hội. Cụ thể, kiến nghị hỗ trợ nhà tạm cư và sớm giải quyết tái định cư cho các hộ dân thuộc các dự án khu tái định cư Sơn Tiên, khu dân cư An Hưng có chế độ phụ cấp cho lực lượng dân quân, tổ dân phố, tăng hỗ trợ cho hộ nghèo, ra soát việc xác nhận thương binh, có chế độ hỗ trợ cho người trên 100 tuổi và công tác tiếp nhận xử lý đơn thư của người dân.
Tại buổi tiếp xúc, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Trịnh Xuân An đánh giá cao những ý kiến đóng góp của cử tri và trách nhiệm của cơ quan liên quan, chính quyền địa phương trong trao đổi, làm rõ những kiến nghị của cử tri, đồng thời cho biết sẽ có ý kiến với các bộ ngành liên quan đối với các đề xuất liên quan đến chính sách an sinh xã hội mà cử tri kiến nghị. Quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức sáng nay đã chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần Nước Môi trường Bình Dương, Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai và các sở ngành địa phương về dự án xa lộ nước Long Thành. Dự kiến dự án có tổng nhu cầu sử dụng đất hơn 12 hectare thuộc 3 địa bàn là thành phố Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu và Long Thành. Dự án gồm các hạng mục, công trình thu hồ chứa nước thô và nhà máy xử lý nước, các trạm bơm tăng áp và các tuyến ống truyền tải được xây dựng theo hành lang và dưới mặt lộ các đường giao thông hiện có với tổng chiều dài gần 53 km. Các trạm bơm tăng áp với công suất hoàn thiện là 600.000 mét khối một ngày đêm. Giai đoạn 1 có công suất 150.000 mét khối một ngày đêm. Tổng mức đầu tư dự kiến trên 5,5 nghìn tỷ đồng. Giai đoạn 1 hơn 3,9 nghìn tỷ đồng. Thời hạn chuẩn bị dự án 2024-2027, thực hiện dự án từ 2027 đến 2030. Quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức nhấn mạnh, nhà đầu tư nên nghiên cứu thêm nhu cầu nguồn nước lớn của các khu công nghiệp cũng như khu dân cư mới gắn với dự án sân bay Long Thành. Những khó khăn vướng mắc đề nghị nhà đầu tư phối hợp với các địa phương, sở ngành rà soát lại có hướng xử lý cho phù hợp, nhất là nghiên cứu hướng chính truyền tải và phân phối nước, tránh tình trạng đường nước không phù hợp các loại quy hoạch. Chiều qua, Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai tổ chức hội nghị giao ban doanh nghiệp khu công nghiệp 6 tháng đầu năm dành cho các khu công nghiệp khu vực Biên Hòa, Vĩnh Cửu. Đại diện gần 100 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tham dự buổi giao ban đã bày tỏ niềm vui trước những tín hiệu khả quan trong phục hồi kinh tế, thu hút đầu tư của tỉnh trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng bày tỏ băn khoăn vì trong quá trình triển khai hoạt động vẫn còn những khó khăn vướng mắc cần được quan tâm tháo gỡ kịp thời. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Chính lược ý kiến phát biểu của đại diện của doanh nghiệp tại hội nghị đã đề cập nhiều nội dung liên quan đến cơ sở hạ tầng, tình hình an ninh trật tự, môi trường. Trong đó có những nội dung doanh nghiệp phản ánh nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Khách hàng hiện tại là có nhiều ý kiến phản ánh về vấn đề cập nhật quy hoạch để làm sao mà tăng cái mật độ xây dựng lên, giúp cho nhà máy là hiện giờ cái diện tích đất của các nhà máy cũng hạn chế, nhưng mà nhà máy cũng muốn tăng đầu tư hoặc là mở rộng nhà máy. Nhưng còn vướng cái vấn đề quy hoạch dẫn đến nhiều nhà máy gặp khó khăn. Đây là doanh nghiệp tôi đầu tư ở khu công nghiệp Amata bắt đầu từ năm 2010 đến nay, thì qua hai lần được ban quản lý khu công nghiệp Đồng Nai cấp cái bảo vệ môi trường hai lần rồi. Tuy nhiên luật mới thì cũng có những cái thay đổi, thì bây giờ doanh nghiệp chúng tôi không biết, chúng tôi không tăng công suất, sản phẩm chúng tôi vẫn y chang như vậy, không có tăng công suất. Tuy nhiên bây giờ luật môi trường giờ không biết là ở cái đơn vị nào cấp giấy phép môi trường cho chúng tôi. Những nội dung liên quan đến vấn đề tạm trú, nơi cư trú của lao động nước ngoài trong khu công nghiệp, các chính sách trong xuất nhập khẩu, kinh doanh hàng nhập khẩu, công tác đảm bảo an ninh trật tự cho các khu công nghiệp cũng được các doanh nghiệp chia sẻ tại hội nghị. Các ý kiến của doanh nghiệp đã được đại diện ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai giải đáp cụ thể. Về cái vấn đề về cái thực hiện quy hoạch, thì các doanh nghiệp có cái nội dung mở rộng thêm những cái hạng mục công trình mà chúng ta đang sử dụng, thì cái này nó liên quan tới cái nghị định 35, cái nghị định 35 của năm 2023. Ngay khi mà có cái nghị định này ra đời thì chúng tôi cũng đã thấy được cái bất cập đối với những cái quy định đối với các doanh nghiệp thứ cấp khi mà chúng ta thực hiện cái việc cải tạo mở rộng thêm các hạng mục công trình. Thì ban quản lý cũng đã có văn bản đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh, có văn bản kiến nghị gửi cho Văn phòng Chính phủ cũng như Bộ Xây dựng về cái nội dung này. Khẳng định Đồng Nai nhất quán phương châm chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, đại diện Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai đề nghị các doanh nghiệp cần chủ động hơn trong việc nắm bắt những quy định mới của pháp luật Việt Nam, trong đó có Nghị định 74 ngày 30 tháng 6 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ 1 tháng 7 cùng một số văn bản pháp luật thuộc các lĩnh vực lao động, môi trường, xây dựng vừa được ban hành và có hiệu lực. Chương trình thời sự tối nay tiếp tục với các thông tin kinh tế đời sống đáng chú ý khác. Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Đây là mong mỏi của tỉnh cũng như nhiều doanh nghiệp đã đang sắp triển khai các công trình dự án trên địa bàn Đồng Nai. Như vậy, nhiều công trình dự án thời gian qua bị nghẽn về quy hoạch sẽ được tháo gỡ để tiếp tục triển khai.
Đồng Nai kỳ vọng trong thời gian tới, các công trình dự án sẽ được tăng tốt, giúp cho kinh tế cất cánh, đón đầu các lợi thế từ những dự án hạ tầng kỹ thuật lớn như sân bay Long Thành, đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, đường cao tốc Bến Lức Long Thành, đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Đồng Nai đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh bình quân thời kỳ 2021-2030 khoảng 10% một năm. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người đạt 14.650 USD. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung triển khai 5 nhiệm vụ đột phá, khai thác hiệu quả sân bay quốc tế Long Thành, sân bay Lưỡng Dụng Biên Hòa gắn với mô hình đô thị sân bay, hoàn thành cơ bản bộ khung kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu, xây dựng các khu công nghiệp xanh, chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu theo hướng giảm khí thải carbon, đầu tư khu trung tâm đổi mới sáng tạo, khu công nghệ thông tin tập trung, các dự án chuyển đổi số, phát triển các tổ hợp tác giáo dục đào tạo chuyên sâu trong vùng Đông Nam Bộ, triển khai các dự án đô thị, du lịch, dịch vụ, nghỉ dưỡng đẳng cấp. Dự tính đến 2030, Đồng Nai sẽ trở thành tỉnh văn minh hiện đại, có tốc độ tăng trưởng cao để làm nền móng vững chắc cho những giai đoạn tiếp theo, hoàn thành các tiêu chí lên thành phố, đồng thời trở thành địa phương có nền kinh tế lớn thứ ba của Việt Nam. Dự báo tổng doanh thu thương mại điện tử bán lẻ hàng hóa cả năm 2024 có thể tăng lên gần 30 tỷ đô la Mỹ, chiếm xấp xỉ 14% tổng mức bán lẻ hàng hóa của cả nước. Cụ thể, theo thống kê của nền tảng số liệu thương mại điện tử, tính chung 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu trên 5 sàn là Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, TikTok Shop ước đạt 156.000 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nền tảng Shopee tiếp tục dẫn đầu, đạt 67,9% thị phần. Thị trường nội địa trong nửa cuối năm được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến tích cực khi đà phục hồi tăng trưởng kinh tế vẫn được duy trì. Các nền tảng kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định. Nhóm 3 mặt hàng được mua nhiều nhất là thực phẩm, đồ uống và mỹ phẩm. Tiếp đến là các mặt hàng thời trang, thể thao, chăm sóc nhà cửa và công nghệ, mẹ và bé, dịch vụ số như đăng ký dịch vụ, đặt phòng online, vận chuyển hàng hóa, v.v. Như vậy, thói quen này đã thay đổi, bởi trước đây người dùng chỉ sử dụng thương mại điện tử cho các mặt hàng không thiết yếu như đồ điện tử, gia dụng và thời trang. Hiện nay, người Việt Nam đã đi chợ mạng thường xuyên hơn để mua sắm các nhu yếu phẩm hàng ngày. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 190,08 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, có tới 29 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ. Trong giỏ hàng hóa xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu điện tử, máy tính và linh kiện tăng 28,6%, tiếp theo đó là điện thoại linh kiện điện thoại tăng 11,6% so với cùng kỳ. Công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng xuất khẩu. Trong cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm tỷ trọng lớn nhất 87,7%, tiếp đó là nhóm hàng nông sản, lâm sản và thủy sản. Trong đó mặt hàng dệt may, da giày, chế biến gỗ có sự phục hồi mạnh mẽ so với cùng kỳ, tăng trưởng từ 10-20% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp cũng lý giải lạm phát tại các thị trường chính đã hạ nhiệt kéo nhu cầu mua hàng tăng lên, tồn kho giảm. Doanh nghiệp đã ghi nhận những tín hiệu đơn hàng đầy đủ đến cuối năm 2024. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng đơn hàng của các doanh nghiệp xuất khẩu trong ngành dệt may đang tăng trưởng từ 10-15%. Theo số liệu của Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nửa đầu năm 2024, xuất khẩu gỗ và lâm sản thu về 7,95 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 52,3% so với kế hoạch của cả năm. Một số thị trường chính tăng mạnh như Hoa Kỳ đạt 4,38 tỷ đô la Mỹ, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trung Quốc đạt 1,059 tỷ đô la Mỹ, tăng 46,6%. Ở chiều ngược lại, giá trị nhập khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 1,29 tỷ đô la Mỹ, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể, trong 6 tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Hoa Kỳ đạt 4,38 tỷ đô la Mỹ, chiếm 55% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành. Từ đầu năm tới nay, gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu tới thị trường Hoa Kỳ tăng trưởng mạnh, cho thấy nhu cầu đang phục hồi nhanh tại thị trường này. Đồ nội thất bằng gỗ là mặt hàng xuất khẩu chính tới Hoa Kỳ. Đây cũng là mặt hàng mang lại giá trị gia tăng cao cho ngành gỗ. 6 tháng đầu năm 2024, trị giá xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ tới Hoa Kỳ đạt tới 3,45 tỷ đô la Mỹ, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2023. Hầu hết các mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ xuất khẩu tới Hoa Kỳ đều tăng trưởng tích cực. Tiếp theo là xuất khẩu mặt hàng gỗ ván và ván sàn đạt 323 triệu đô la Mỹ, tăng 94% so với cùng kỳ năm 2023. Xuất khẩu nông lâm thủy sản tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh chung của nền kinh tế, với kim ngạch xuất khẩu 29,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu rau quả tiếp tục giữ vị trí top đầu với kim ngạch gần 3,5 tỷ đô la Mỹ chỉ trong nửa đầu năm, tăng hơn 28%.
Với nguồn cung dồi dào có thể đáp ứng nhu cầu lớn của thị trường, xuất khẩu rau quả kỳ vọng có thể lập thêm kỷ lục mới trong năm nay. Sầu riêng tiếp tục dẫn đầu nhóm rau quả xuất khẩu khi mang về 1,5 tỷ đô la Mỹ, theo sau là thanh long và chuối, đóng góp chính vào tăng trưởng xuất khẩu rau quả nửa đầu năm. Các thị trường chủ lực cũng ghi nhận mức tăng từ 10 đến 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Với động lực và đà tăng trưởng như hiện nay, ngành rau quả tự tin có thể vươn tới kim ngạch xuất khẩu kỷ lục 7 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Thưa quý vị thân mến, Quốc hội vừa thông qua nghị quyết điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1 triệu 800.000 đồng một tháng lên 2 triệu 340.000 đồng một tháng, tức là tăng 30% từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Và theo người dân, cải cách chính sách tiền lương này sẽ thực sự là một niềm vui trọn vẹn nếu giá cả hàng hóa được bình ổn. Bên cạnh tâm lý phấn khởi chung của cán bộ, công chức và người lao động, nhiều người dân còn lo lắng về giá cả hàng hóa, dịch vụ sẽ biến động, nhất là giá hàng tiêu dùng, thiết yếu sẽ tăng. Trước thực trạng này, nhiều người dân đang kỳ vọng vào tính đồng bộ, hiệu quả của các giải pháp nhằm bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát của ngành chức năng. Vừa rồi có đợt tăng lương cơ sở thì bình thường những năm khác thì giá cả sẽ tăng lên. Nhưng mà em mong muốn là nhà nước và các điểm bán thì sẽ hỗ trợ là cái giá mình nó bình ổn, nó không tăng nữa để cho mọi người chi tiêu nó dễ hơn. Ngoài ra thì mình kiểm soát hàng hóa tốt hơn để cho những cái sản phẩm tốt để đến tay người tiêu dùng. Thực tế nếu giá cả thị trường tăng quá cao, công chức, viên chức và người nghỉ hưu, đối tượng chính sách xã hội, người có công, nhất là lao động nghèo sẽ gặp khó vì lương tăng không theo kịp giá cả thị trường. Tuy nhiên nỗi lo này sẽ được san sẻ bởi mới đây luật giá sửa đổi được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 2024. Trong luật giá 2023 có một điểm rất quan trọng, đó là quy định bình ổn giá là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các giải pháp, biện pháp nhằm ổn định giá hàng hóa, dịch vụ khi có biến động bất thường về giá. Quyền, nghĩa vụ của các doanh nghiệp, các nhà bán lẻ cũng được gắn với hoạt động quản lý, điều tiết giá của nhà nước, nhất là trong việc dự báo giá thị trường và bình ổn giá. Thì dựa vào cái uy tín của siêu thị chúng tôi thì liên kết với nhà cung cấp, trung tâm thu mua cũng đã thương lượng được với nhà cung cấp với số lượng với là thời gian kéo dài trong từ nay tới cuối năm luôn, từ những cái điều khoản trong cái hợp đồng, cho nên đã giúp cho cái giữ được cái giá cho siêu thị được bình ổn, tạo điều kiện cho khách hàng trong cái bối cảnh mà kinh tế cũng đang là rất là khó khăn. Tình trạng giá tăng theo lương thường tập trung vào những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, đặc biệt là thịt heo, bởi mặt hàng này đang phải qua quá nhiều khâu trung gian trước khi đến tay người tiêu dùng. Tại Đồng Nai, nhiều doanh nghiệp, các siêu thị đã cam kết tham gia bình ổn giá các mặt hàng, trong đó có thịt heo. Với nguồn cung hàng hóa của doanh nghiệp đang dồi dào, khả năng điều tiết, can thiệp thị trường cao, nên việc kiểm soát giá mặt hàng này đang có những tín hiệu tốt. Hiện tại siêu thị Co.op Biên Hòa cũng là một trong những điểm bán của hệ thống Co.op trên toàn quốc. Thì cái việc mà đàm phán giá với lại nhà cung cấp để cung cấp cái nguồn hàng ổn định và cái giá ổn định cho thị trường rất là quan trọng. Nên là sắp tới mà nếu như mà mặt hàng mà thịt heo mà có tăng giá thì mình cũng sẽ sử dụng được cái quỹ bình ổn của Sài Gòn Co.op cũng như là của siêu thị để đảm bảo được cái giá cả nó ổn định cho bà con. Tăng lương cơ sở lần này ở mức cao cho nên cũng không loại trừ nhiều đối tượng lợi dụng chính sách này để đẩy giá hàng hóa, dịch vụ tăng cao. Đồng Nai là một trong những thị trường cung ứng hàng hóa, dịch vụ lớn ở khu vực Đông Nam Bộ. Do đó, tỉnh cũng đang chủ động thực hiện các giải pháp bình ổn thị trường, kiềm chế lạm phát, nhất là áp dụng đồng bộ các chính sách điều hành, quản lý giá, kiểm soát thị trường theo quy định của luật giá 2023 vừa được thực thi. Luật căn cước được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 6 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, 2024. Trong đó có điểm mới đáng chú ý là cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 14 tuổi. Và sau khi biết được thông tin này, nhiều phụ huynh ngay lập tức đã đưa con đến các địa điểm cấp căn cước để sớm hoàn thành thủ tục này. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đây là những hình ảnh phóng viên thời sự ghi nhận được tại tổ cấp căn cước công dân của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa. Theo đó, khoảng 5 ngày nay, từ 5 giờ sáng, đã có rất đông người dân đến xếp hàng, bốc số để chờ tới lượt làm thẻ căn cước cho con em mình. Rất nhiều trường hợp trong số này phải đến đây lần thứ hai, do trước đó quá đông chưa làm được. Thậm chí nhiều trường hợp chờ mãi mới đến lượt vào làm, xong đành phải đi về vì thông tin chưa đầy đủ để thực hiện.
Thì nói chung là cũng nhiều cái thủ tục mình chưa có được đầy đủ á, thì là mình cũng phải chạy tới, thì tôi xuống phường ấy, rồi lại chạy lên đây làm mấy ngày, đông người làm quá trời đông luôn, đông lắm. Nói chung là xếp hàng từ 5 giờ sáng á, à đến bốc số á, 5 giờ sáng mới được ngồi đây đó. Làm đây là xong hết rồi, gần xong rồi, chú Bảy là xong rồi. Phụ huynh cũng đã nắm được cái luật căn cước mới, nhưng cũng đã sắp xếp thời gian dẫn bé đi làm căn cước. Nếu mình nắm được những quy định rõ thì thực hiện rất là nhanh, thì không có mất quá nhiều thời gian đợi. Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện mỗi ngày đội tiếp nhận khoảng 300 hồ sơ làm căn cước, trong đó hơn 2/3 là của trẻ em. Còn tại Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai, những ngày gần đây, đơn vị phải huy động 100% nhân lực làm việc hết công suất để đáp ứng nhu cầu của người dân. Tính đến 15 giờ chiều nay, Công an tỉnh Đồng Nai đã cấp khoảng 7.000 hồ sơ thẻ căn cước, trong đó độ tuổi dưới 14 chiếm hơn 41%. Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai cũng cho biết, đối với căn cước công dân còn hiệu lực, người dân vẫn sử dụng bình thường. Trẻ em dưới 6 tuổi không lấy thông tin mống mắt, các độ tuổi còn lại đều phải thực hiện thông tin này. Đối với trường hợp người dân có nhu cầu tích hợp thông tin sinh trắc học về ADN, giọng nói và tích hợp thông tin về giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế hoặc đăng ký tài khoản định danh điện tử sẽ được công an hỗ trợ hướng dẫn thực hiện. Công dân nên chủ động là liên hệ công an nơi thường trú để kiểm tra cái thông tin của mình xem là đã đúng chưa. Nếu mà phát hiện là thiếu hoặc là sai sót thì cung cấp các cái giấy tờ tài liệu có liên quan để thực hiện, để cho công an nơi đăng ký thường trú là thu thập cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư để cho thông tin của công dân được đầy đủ. Nhất là đối với trẻ em mà dưới 14 tuổi thì là người đại diện hợp pháp thì cần phải chủ động cái này. Bởi vì thông tin thì phải có người đại diện hợp pháp thì mới thu nhận được hồ sơ. Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai cũng lưu ý, để khỏi chờ đợi lâu, người dân nên đăng ký thực hiện một số bước cơ bản qua dịch vụ công trực tuyến tại nhà. Ngoài ra, toàn tỉnh đang có 11 điểm trên 11 địa phương với đầy đủ thiết bị, máy móc và nhân lực để tổ chức triển khai cấp căn cước cho người dân. Do đó, người dân không cần thiết phải đến Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội để làm hồ sơ căn cước. Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 144 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất sửa đổi quy định mức phạt vi phạm về cấp quản lý sử dụng căn cước công dân, căn cước hoặc căn cước điện tử. Theo đề xuất của Bộ Công an, cá nhân có hành vi cầm cố, nhận cầm cố, mua bán, thuê, cho thuê căn cước công dân, căn cước cho đến những hành vi làm giả, sử dụng giấy tờ, tài liệu, dữ liệu giả để được cấp căn cước công dân có thể bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng. Liên quan đến ngành giao thông vận tải, trong 6 tháng đầu năm nay, sản lượng vận chuyển hành khách của tỉnh Đồng Nai ước đạt 43,5 triệu lượt. Doanh thu vận tải hành khách 6 tháng ước đạt gần 2,5 ngàn tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện trên địa bàn Đồng Nai hiện có 200 tuyến vận tải hành khách tuyến cố định đối lưu với 30 tỉnh thành trong cả nước. Trong đó, các doanh nghiệp hợp tác xã của Đồng Nai khai thác 133 tuyến trên 5.346 chuyến một tháng. Ngoài ra, có 19 tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Số đơn vị khai thác vận tải hành khách bằng xe taxi hoạt động phân bố đều khắp địa bàn các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản về việc thống nhất phương án tổ chức giao thông để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường nhà máy nước Thiện Tân, gồm đường Hoàng Văn Bổn, thành phố Biên Hòa và đường Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, nằm trong dự án BOT đường tỉnh 768. Theo đó, sau khi họp thống nhất phương án tổ chức giao thông để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường nhà máy nước Thiện Tân, các đơn vị liên quan đã thống nhất cấm xe tải trọng từ 5 tấn trở lên lưu thông trên tuyến đường nhà máy nước Thiện Tân, đoạn từ ngã ba Minh Nguyệt đến quốc lộ 1, kéo dài khoảng 1,5 km qua phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa. Khung giờ cấm là từ 6 giờ đến 8 giờ và từ 16 giờ đến 18 giờ 30 nhằm giảm việc kẹt xe giờ cao điểm, đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện. Công ty cổ phần Sonada Di Châu Đức sẽ lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ và an toàn giao thông theo phương án tổ chức giao thông đã được thống nhất. Sở Giao thông Vận tải cũng đề nghị công ty cổ phần Sonada Di Châu Đức sớm hoàn thành để kịp hoàn chỉnh các thủ tục hạn chế tải trọng bắt đầu từ ngày 15 tháng 7. Sau khi công ty cổ phần Sonada Di Châu Đức hoàn thành lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ được các cơ quan chức năng kiểm tra chấp thuận, Sở Giao thông Vận tải sẽ thông báo tối thiểu 7 ngày trước khi tổ chức giao thông có hiệu lực. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 2024,
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Biên Hòa tiến hành ra quân kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở, nhà cao tầng trên địa bàn thành phố. Nội dung kiểm tra bao gồm kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và cơ sở theo quy định, thiết kế và thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng cháy chữa cháy, thành lập, duy trì, quản lý, ban hành quy chế hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở cùng huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy theo quy định. Bên cạnh đó là kiểm tra trang thiết bị, hệ thống phòng cháy chữa cháy có được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, cơ sở không đảm bảo điều kiện về phòng cháy chữa cháy sẽ bị xử lý theo quy định. Chương trình thời sự tối nay trên kênh truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.